FV Đà Nẵng vẫn đang nhỉnh hơn Sông Lam Nghệ An ở khả năng kiểm soát bóng 54% so với 46 của đội chủ nhà. Và Hàm Đức không phải là một pha dứt điểm. Hàm Đức đã hơi cầu toàn trong pha bóng vừa rồi. Đây là một tình huống mà rất giống với tình huống Phan Văn Đức đã tạo nên một pha dứt điểm trúng xà ngang trong trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An ở Sài Gòn ở vòng đấu đầu tiên. Đây là một tình huống mà hoàn toàn Phan Văn Đức có thể hơi ích kỷ một chút để dứt điểm quyết đoán ở góc hẹp. Hoàng đang nhắc các cầu thủ cố gắng tạo ra những cảm giác để phối hợp với nhau. Hồ Tuấn Tài không được. Rất tiếc là tình huống xử lý cuối cùng của Hồ Tuấn Tài lại lỗi. Một đường truyền rất thông minh của Phan Văn Đức xé toang hàng phòng ngự của FB Đà Nẵng, nhưng Tuấn Tài đã có bước một hơi dài và để rồi sau đó đã không thể có được tư thế tốt nhất. Suýt nữa thì Sông Lam Nghệ An đã có bàn thắng mở tỷ số từ một tình huống tạt bóng ở bên phía cánh trái. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Người dứt điểm vẫn là Phan Văn Đức, cầu thủ thi đấu năng nổ và hiệu quả nhất trên hàng công của Sông Lam Nghệ An. Đó là một tình huống mà Văn Đức chỉ thiếu đi một chút may mắn thôi. Rất hay, pha không chia bóng và xoay người Phan Đức. Cơ hội. Rất tiếc là pha nghiêng người xử lý cuối cùng của Phan Văn Đức thì lại không thành công. Trước đó là một loạt những pha xử lý mẫu mực, không chia bóng, xoay người, bật tường trung lộ. Lần này thì Peter đã có một pha bật tường trả lòng rất nhạy cảm, vừa tầm và vừa vào khoảng trống mà Phan Văn Đức di chuyển. Phan Văn Đức và Tuấn Mạnh, người đồng đội ở đội tuyển quốc gia. Tuần trước Tuấn Mạnh cũng đã từng đẩy được một quả penalty trong loạt đấu súng với Thành phố Hồ Chí Minh. Rất hồi hộp. Phan Văn Đức chính xác 1-0 cho Sông Lam Nghệ An và cũng được bàn thắng cũng ghi ở phút thứ 73. Cũng khoảng thời gian này Phan Văn Đức đã từng ghi bàn vào lưới của BKM Bình Dương và mang lại 3 điểm trọn vẹn cho Sông Lam Nghệ An trong vòng đấu thứ 2. Và bây giờ vẫn là cái tên quen thuộc Phan Văn Đức mở tỷ số trong trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và FB Đà Nẵng. Một pha dứt điểm hiểm hóc và đã lừa được thủ môn Tuấn Mạnh. Đúng là Phan Văn Đức vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của Sông Lam Nghệ An ở thời điểm hiện tại. Một pha phản công của Sông Lam Nghệ An rất hay, nhưng mà đôi công rất hấp dẫn thôi. Phan Văn Đức đã không còn lợi thế dẫn bàn của mình. Và lập công thứ hai của Hồ Tuấn Tài dành cho Sông Lam Nghệ An ở mùa giải năm nay. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Chỉ có một mình Hoàng Lâm. Phan Văn Đức thoát xuống rất nhanh và chơi cũng rất đồng đội. Khoảng trống là rất lớn dành cho Tuấn Tài. Một pha bóng cực kỳ đồng đội của Phan Văn Đức. Màn ăn mừng bàn thắng đủ cho thấy là Phan Văn Đức đã có niềm vui của gia đình anh, của cá nhân anh. Nhưng đối với toàn thể người hâm mộ của Sông Lam Nghệ An, họ đã có cơ hội để ăn mừng lần đầu tiên ở mùa giải này. Di chuyển thông minh, chọn vị trí hợp lý và đánh đầu về phía góc xa đánh bại thủ môn Đức Cường. Tỷ số là 1-0 dành cho đội chủ nhà. Chúng ta sẽ cùng xem lại một lần nữa bàn thắng của Phan Văn Đức. Tỷ số là 1-0. Lại là anh, niềm hy vọng lớn nhất của Sông Lam Nghệ An ở mùa giải năm nay. Đội chủ sân Vinh đã chia tay với hàng loạt các cầu thủ trụ cột, hàng loạt các ngoại binh có chất lượng. Và trong bối cảnh mà hàng loạt những cầu thủ mới chưa có được sự hòa nhập tốt nhất,